đảo Kobe, Nhật Bản. Xin chào. Xin chào, có phải đăng ký nhận phòng không? Phải. Dạ, cảm ơn. Nè nè, bãi biển này đúng là đẹp quá. Hay là chúng ta ở thêm vài hôm đi? Không được đâu. Lần này chúng ta tới làm việc, không phải tới du lịch. Làm xong công việc rồi mới tính đi. Bộ anh có vẻ không nghiêm túc sao? Em không biết, mặt của anh khờ khờ khạo khạo quá đi. Nè, hôm nay là thứ năm, không phải là cuối tuần. Nhớ nha, giờ làm việc thì làm việc, giờ vui chơi thì vui chơi. Lát nữa chúng ta lên phòng sắp xếp hành lý, sau đó chúng ta đi coi heo Agu, mía, khổ qua với lại mảnh ruộng của bà Omin nữa. Trời, kính vậy sao? Tức là còn bận hơn ở Macau nữa. Ừ, đúng vậy, còn đứng đó. Sao hả? Có nhận ra chỗ này không? Xung quanh đều xanh mơn mởn. Em coi đi, cây cũng màu xanh, cỏ cũng màu xanh, thực vật cũng màu xanh, khó nhận ra lắm. Đã nói anh rồi nè, hướng Tây là ruộng mía, hướng Đông thì là chỗ bộ Omin ở. Chỗ đó đặc biệt nhiều khoai lang tím. Hey, cần gì nhớ nhiều chứ, anh nhớ em là được rồi. Phải, mùi mẫn quá đi. Nè, tóm lại lát nữa lên trên núi, anh sẽ có thể ngắm nhìn toàn bộ đảo Kume một cách rõ ràng, đẹp cỡ nào. Ok. Nhanh lên đi. Nè em đừng tối ngày đi nhanh quá, lúc nào cũng bắt anh đuổi theo em hết. Đúng vậy, còn phải đuổi theo em suốt đời nữa. Toàn bộ đảo Kume đã bị anh ngắm hết rồi. Sao hả? Có phải đẹp lắm không? Đẹp quá đi. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh thấy mảnh ruộng nào nằm sát bờ biển tới vậy. Phải. Anh có biết không, ở đây ngoại trừ cảnh đẹp còn là nguồn cung nguyên phụ liệu nữa. Nè, ở đằng kia thì có sông Nho với lại tôm sú, kế bên còn có ruộng khoai tím, ruộng khổ qua, ruộng mía. Còn trên núi thì có heo Agu và bò Nhật lông đen. Còn nữa, ở nơi xa nhất còn có nước biển sâu. Tất cả đều có đủ hết rồi, không phải là trọn bộ sao? Ừ, lần trước thì cưỡi ngựa xem qua, chỉ tham quan sơ qua, thật sự không nhìn rõ cho lắm. Hôm nay sau khi ngắm xong mới phát hiện thì ra tài nguyên ở đây dồi dào tới như vậy. Phải, ở đây còn rất nhiều nguyên liệu rất thích hợp cho anh sử dụng đó. À, còn nữa, không khí cũng trong lành, thổ nhưỡng cũng tốt nữa. Còn nữa, người cũng rất tốt nữa, rất đơn giản. Nè, thế giới bên ngoài rất phức tạp, hỗn tạp quá, làm cho nhiều người cảm thấy không vui. Nhưng ở đây thì khác. Ở đây không khí trong lành, hoàn cảnh cũng dễ chịu, lại đẹp nữa. Tự động con người cũng vui vẻ hơn. Ừ, hoàn toàn đồng ý. À, còn nữa, có em ở bên cạnh anh, chuyện đó càng vui hơn nữa. À, cho nên em ra sức giới thiệu với anh hay sao? Đương nhiên rồi, người của công ty đảo của gió của chúng em
làm việc luôn toàn tâm toàn ý phục vụ cho anh. Em ra sức giới thiệu như vậy, em muốn phát triển ở đây sao? Ở đây cũng tốt lắm. Chúng ta hẹn với bà Omin cũng sắp tới giờ rồi, xuống núi đi. Em bị sao vậy? Lại đau khớp nữa hả? Không sao. Ai nói không sao chứ? Nè, lên đi. Lát nữa em lăn xuống núi, thực tình anh không ở lại cũng không được. Ra ở lại đây không tốt sao? Lúc nãy hỏi em có muốn phát triển ở đây hay không? Thật ra là em muốn anh ở lại đây để phát triển. Vậy sao? Nhưng mà đại bản doanh của anh ở bên Macau. Em hiểu mà. Anh có cơ ngơi kinh doanh ở bên đó, anh cũng không thể nào bỏ đi được. Đúng là có một chút khó khăn. Bao nhiêu người đi theo anh kiếm ăn, anh làm sao bỏ rơi họ qua bên đây để mà phát triển được chứ? Nhưng mà bởi vì em, anh sẽ làm. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Chúng ta sẽ phát triển ở đây thôi. Anh không nhất thiết phải bỏ mặt là tính ký. Nè, chúng ta nhất quyết mở rộng quy mô công ty Đảo Của Gió. Chúng ta chuyển món ngon của Okinawa trở về bên Macau, sau đó mở thêm một tiệm chuyên bán món ngon của Nhật. Chờ sau khi tiệm đi vào nề nếp hết rồi, anh sẽ dành đa số thời gian cùng em quản lý công ty Đảo Của Gió. Em thấy được không? Hay lắm, đương nhiên là hay rồi. Nhưng mà như vậy, đến lúc đó, ngày nào em cũng phải gặp anh, đêm nào cũng phải gặp anh, em đừng có chán anh đó. Đương nhiên là không rồi, em còn định bám theo anh suốt đời nữa. Sợ em sao?